Dạ, ở đây xã Định An ở Ban Lạc, nhưng mà lắp giò hả? À, lắp giò. Bây giờ thầy đặt lắp giò một nha. Đừng có quả ồn, nguyện lắp là thông. Đừng, không sao. Không sao. Nó nhẹ nhẹ được. Xin kính thưa quý vị. Xin kính thưa tất cả đồng đạo trong giáo hội Phật giáo, cùng anh em đạo hữu của mình trong phái Bút Sơn Kỳ Hương. Hôm nay nhân dịp thì thầy hỏi ông Năm trước, chứ còn ông Năm cũng không có giờ thầy. Hay là mời đồng đạo không có, tình cờ thầy mới đặt ông Năm năm chiếc chiếu. Năm chiếc chiếu. Vì giờ rồi thì thầy có đặt ông Năm 10 chiếc chiếu của mấy em ở đây, nó tự bằng tay thiêu dệt. Rất đậm đà, rất khéo tay, rất có công mồ hôi nước mắt. Thì muốn mua những cái mà mồ hôi nước mắt của tất cả quý vị trợ duyên đi bên tạ ơn cùng về ông Cấm. Bây giờ thì nhận 5 chiếc chiếu này trở về trên căn cứ ở Bình Đông chỗ thầy. Xin kính thưa quý vị, hôm nay thì nhớ lại là Dằm, Cống, Định Yên, Rạch Chanh, Hòa Long, có hết, có thầy hết ha. Nhưng mà ở đây lắp giò thì chưa có. Thì xin để là lắp giò một, còn cái giò ai nữa là lắp giò hai, hai giò mới đúng chứ phải không? Thầy nói hơi vui vui nha. Xin nhắc lại, trong khoảng đời đó, thăng trầm biến đổi rất là nhanh. Tất cả các vị ngày xưa đó, tóc còn xanh bây giờ đã bạc hết rồi. Xây qua đổ lại đó, bốn mùa thời thuyết rất là hôm nay ảm đạm lắm, oi bức lắm. Mình vui vẻ để chấp nhận trên những cái toàn cầu vũ trụ của thời kỳ Thượng Đế đã sắp thay đổi. Nếu cái nhà mình mà ngoại dột rồi thì phải thay thôi. Nhưng mình vào địa điểm này thì nhà của ông Đầu Năm ở Lắp Giò được sự tôn nghiêm thờ thầy bằng cây gỗ, bằng những di tích tốt đẹp. Thì bước lên, chân lên đây thầy thấy lên mấy tầng lầu không bằng. Cùng đôi lời thân yêu nhất kính thăm tất cả đoàn Phật giáo Hòa Hảo của sư phụ Đức Huynh Giáo Chủ. Để lại, hồi nãy thầy đi trên xe thì có đọc qua cuốn Thi Văn Giáo Lý, Giác Mê Tâm Kệ, giảng của Đạo Cụ. Thầy có đọc qua. Xin mong hết tất cả anh em của mình trong đoàn đi đây không phân biệt chỗ nào, không phân biệt gái trai, không phân biệt già cả, nghèo, giàu, ở đâu, xa gần, xin kính thưa, vân vân. Chúng ta có một tâm hồn và lý tưởng đặc biệt. Ngày hôm nay, ngày Quân Hạ đã xây chuyển thay đổi nhiều, nhiều quá mà anh em còn bệnh được khớp bồ đề tâm của mình. Để dừng bước lại kiểm tra coi tội lỗi và như thế nào để chúng ta tiến bước đến mức độ tối cao của cảnh an nhàn nhất là cực lạc Tây Phương. Thời gian còn lại, thầy xin thân yêu kính mến nhất quý vị, đừng bỏ mình nữa. Phải quay về với mình, đặc biệt mình có sắc thân này. Từ cái sắc thân này mà mình tu đổi lại là kim thân. Kim thân, kim sắc tướng hậu văn minh, có nghĩa là chúng ta phải được sự thay đổi để thành Phật. Phật cũng bỏ nhưng mà nhập Niết Bàn. Chúng ta có thành Phật không? Thành Phật tại mình không có quyết chí trì chân. Nếu quyết chí rồi thì mình sẽ đạt quả Phật, cực khổ chấp nhận không lì phiền. Dù gai go cạm bẫy cách mấy trên đường dung rủi về Phật, chúng ta cũng phải siết chặt nắm tay nhau để đi, xóa mờ đi những cái cảnh u ám này. Khi mình ở đây
Đức thầy có nói, có dặn mà, đi cái làng này, ngày đi làng kia, để độ chúng sanh, cứu tất cả mọi tánh, dặn. Mình là cư sĩ tại gia, sớm chiều làm ăn, chất phát, đêm về, chiều về, kính Phật, trọng thầy, dâng hương, cúng dường, tam bảo. Điều là bây giờ mình không nên đuổi rượt theo một cái thế hệ cũ và kim tiền thế lực nữa, mà mình chính mình làm, để rồi nhờ đó, nương với nó, chắc chiêu để xin bữa cơm ăn thôi. Và thầy đến tam bảo của ông Đậu Năm. Tam Bảo Gia là một cái chùa nhà có tướng thần Nguyễn Trung Trực, rất là tốt đẹp, cao cả, một anh hùng Việt Nam. Thống nhất là Ngài là một người hy sinh, đứng đầu. Nhưng chúng ta phải tiếp tục thờ Ngài phải tốt đẹp, để Ngài bình trị được, giúp mình qua một cái cơn giông bão. Nói không sai, không dối, không ai bắt buộc mình hết. Thân này mình không nói dối, mình nói tốt, mình làm tốt, hiền lành, thì đổi lại thân kim sắc tướng của Phật Pháp. Không còn cái xác nữa. Cái xác là xác mía, xác cây rồi đó. Khi bỏ thân bất hoại, cho nên mình không nên. Hôm nay thì về Lắp Giò cũng là lần thứ nhất. Chỗ này dầm cống, Định Yên, Rạch Chanh, Hòa Long có hết. Trong 27 năm về trước, ngay bây giờ về đây chỉ ăn ủi và nung đúc tinh thần anh em đồng tu với nhau, để chúng ta sang miền Tân Dân Thánh Đức. Trải qua cái nhà cũ thì phải dỡ thôi. Dỡ trụ hôm nay đang gập ghềnh để mà đổ nát, để thay lại một cái nhà mới mà mình không đồng ý sao? Nếu tất cả cái thân này và thân này đổi liền, cực kỳ, bỏ, lấy lợi cái thân mới. Cái thân mới vô cùng là không có lưu bu nữa. Đó là cũng do là cái trường học mà năng học của chính mình. Có đúng không? Như vậy. Nói tôi đi làm 5 tiếng, làm thêm 10 tiếng, 3, 4 tiếng đồng hồ nữa để làm gì? Tôi mua sắm những cái giặt đồ để biểu dương lên cho mọi người lè mắt, nhìn thấy cũng tốt, nhưng không có tốt. Quý vị có biết quý vị có những cái món đồ ở bên trong của mình mà đồ cổ, đồ xưa, đồ của thiên nhiên không? Món đồ đó nó quý biết là bao nhiêu ha? Còn bên ngoài này, nó bị gãy đổ. Dù tường, nhà lầu, địa ốc, cao ốc, hay mấy tầng cao tầng hay là cái gì đi nữa cũng nhân tạo, thiên tạo dựng mới là được trường tồn. Hôm nay chúng ta không nên, đây là lời an ủi và nung đúc tinh thần. Chỉ xin con Phật ăn qua ngày đoạn tháng. Xin kính thưa tất cả quý vị, đồng bào chúng ta, đồng chủng chúng ta, anh em đồng tu với nhau, phái nào cũng là của Phật hết, cũng Nam Mô A Di Đà Phật như thế. Không biết rằng ngày nào hay không điểm hẹn thầy trở lại đây hay là có ở đây. Tại ông Đậu Năm ông dịch chiếu đó con đó. Thầy cần mua chiếu. Để về có một cái kỷ niệm, và cũng như có đồng đạo anh em của mình đến nằm đôi chiếu. Thầy chỉ ra đôi chiếu đó ở Lắp Giò 1. Để nhớ lại trong khoảng đời của các ngài Đức Ông cùng là Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thầy sẽ nói mấy câu nha. Quý vị thuộc hết rồi đó, nhưng mà thầy phải nói mấy câu ở đây. Lòng quảng ai xót thương dân chúng, bụi lố lặng Phật giáo si đồi.
kẻ tu hành đâu nỡ yên ngồi mà sớm kể chiều kinh thông thà. Bao nhiêu đã được rồi? Vì mình là người tu không thể ngồi đó mà kể kinh thông thà vì cuộc đời mạng. Trong trận chiến thứ ba ở ngoài, trong trận chiến thứ ba ở bên trong, chúng ta là bãi chiến trường à. Ráng khích liền với Phật, ráng làm bằng cách nào cũng phải mua giữ giật giành xâm lăng để mình lấy lại cái bản thân của mình và tâm của mình cho sớm nha. Vui vẻ lên đi, không có buồn gì hết. Cái gì phải buồn? Tây phương cực lạc quá vui kìa. Mình làm được một con đường tốt đẹp nè nha. Mọi việc do hoàn hảo biết được hết á, giúp đỡ. Nếu mình lớn tuổi tới đó nâu nữa mà mình không đi được nữa tu, để giúp đỡ tất cả các em nung đúc tinh thần cho nó được vươn lên trong một thời kỳ cuối. Ngài có nói hồi nãy thầy dở ra, trừ sao cho nó tiêu cái con ác nghiệp đó. Thì con ác nghiệp đó ở đâu? Chỉ có trời trị nó thôi, trời phân nó thôi, Đức Di Lặc thấy nó thôi. Ngài có nói sông giang nước chảy dòng cầu dòng, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi trận phong ba, có con nghiệt thu nút mà chẳng dung. Ai người thua đâu, là mình đó. Là năm châu bốn bề, là đại cường bạo nhất ở cõi khung trời quán đàn. Rồi cũng do nơi mình để kết ra bàn lập phe, chịu buồn nhân dân thầy nghe, bây giờ thầy lo sợ còn sợ e nguy nàng. Đi rảo khắp xóm làng khuyên bá tâm, sống đô tu để thấy cảnh được thượng lai. Tu trong hay giỏi tu ngoài, thầy mình kêu mãi kêu hoài không tin. Chờ ba tiếng sấm nổ ình mới trở bước. Thầy cứ về miền gần nước nghe kỳ dân. Giảng xa rồi lại giảng gần, đây là ông lão cơ bằng mà thôi. Dân với chúng đâu có thấy rồi, tướng nghi tốt. Mấy nhà này thầy quải giọt tâm thân, ở bên trong sống dễ hiền thần, trông như mây trắng, như dần trắng tia sáng. Xác thịt nó thì đi mua bán, ở chợ đời không có bạn đâu nha. Chiều buồn thầy quá sợ, sưng qua rồi lại mùa hè bó tay. Ráng tình dậy đi gái trai phong phú, ráng hảo hòa ráng trì chú cho mau. Nay mày sống bùa ba đào, đâu còn gì nữa mà gào mà la. Khổ thì mấy, mình cũng tập thiệt thà chân thật, để siêu phàm mình thành bậc thánh hiền. Xa phẩm phu mình mới được trở lại cảnh tiên, nương cửa thanh mình ở nhà hiền Phật bao. Nay duyên phước buổi trưa về gặp đạo, chốn nơi này tái thảo bút thơ. Trần gian còn mấy trơ trơ, tu ngoài cửa miệng chờ giờ nguy nan. Chờ mãi mãi trời đổi màn thay lớp, chờ đi dân được giặc cướp ở bên trong. Ngày nay thầy đã lưu dòng về thăm cô quán đạo đồng, nhìn chưa
về đất Câu Miên, về tần bán để tịnh nghỉ sớm chưa. Ngày nào ta ở đó, ngày nay ta quay về. Nghe thì chị, bên mê cứ lội mãi, mà chính chiếc thiền thầy đã cầm lái qua sông, tìm đủ phương để rước hết đảo đồng, gió xuôi ngược nhưng một lòng cầm lái. Đừng nhìn tướng nhìn trai dữ gai, hay đã trẻ dư già rồi nguy hại thiên cơ. Đừng tu đây đó chờ giờ, nước đã sắp đến tràn bờ hay chưa. Răng cô tu đi, bậc đại thừa không có bỏ, không có bảo mình phải sớm mỏ chiều chuông. Kêu bơ ai tỉnh dậy chớ nên buồn, thầy trở bước thì triệu muôn mình dập tắt. Buồn thế hệ còn khe còn khắc, trên đoạn đường đời còn thắc mắc lại thù thâm. Lắp do thầy đến trong năm mùa hè sắp đến để thăm đồng bào. Rồi đến kế thăm đạo nào lũ liếng, ráng giữ chữ dung hòa thì Phật hiển toàn thân. Ngày mới sự thế có gần, thì thầy trở lại nơi nước tần còn đâu. Mua mẹo kế quá sâu cũng bị luộc, trận cuồng phong đã kết cuộc tới rồi. Bơ dân ơi không ráng mà ngồi, để kiểm nghiệm để coi mình còn bẩn tội hay sạch sẽ. Đây tứ đây xa con lạc mẹ, cánh phố phường chim xe sẽ bay qua. Chợ kia hết cá người ta, đường không may đi hết trời, hỏi căn qua sao trò. Tỉnh gì đi lên đò lão rước, lão có bơi về mình cần nước á. Ngày xưa cốm ghe bè bạn sống trưa, lưng rồi thầy đợi nhưng không ai đến, làm sao đưa về miền. Tỉnh giấc mộng đi thầy nguyện hoàng thiên hậu thổ, ngồi ở đây đó nguyện thầy tổ của đạo tâm. Ráng tu sám hối lỗi lầm, chính mình gây tội rồi thù thâm cũng mình. Ngày mở hội sân trình sắp tới, cả hoàn cầu thế giới bó tay. Trước khi kia nó lão đã cho hay, cùng thầy tổ đã đá bài khuyến thuyền. Đã không hiểu còn sanh ra nhiều chuyện, thầy hỏi lời trò rồi ai kiện ai thưa. Bình minh hưởng được hay chưa, mà mình vội dập xôm trưa. Bụng này ai, ai thái Phật, ai thái thầy, là đấy là Bồ Tát nè. Cảnh này chơi chúng con rạng mặt anh tài, kỳ này phải ráng mực mài đừng quên. Quỷ đầy nhảy có rỉ rên không sao cả, đường thẳng ngay ta đã bước theo. Giang nguy lên ải xuống đèo, mình cầm hạt giống ráng lửa gieo chỗ nào. Gieo dư dũng, gieo dư ao giống mộc, đừng gieo trên gò lăn lóc rồi tan. Gió chiều mưa lại thổi ngang, nắng hè trằn trọc làm sao thênh thang bây giờ. Hạt giống ấy đang lu mờ không có tược, mà lại thầy nhìn muốn đuổi rượt theo mây. Ngày xưa ôi hỡi đức thầy, đang gieo sâu vô tận, đang chứa đầy đức ân. Hôm nay xin cái thưa quý vị, thầy về thăm ở Lấp Giò một. Thầy đã cho biết ở ngoài xe lận kìa, để xin tặng cho tất cả quý vị ở đây.
một đôi lời, đừng chờ đợi. Và ở đây có một bài đạo hiếu thầy đã ra. Chúng ta không thể vượt từng mây mà đi lên được ngồi thuyền, đi tìm đống đá, bỏ cha, bỏ mẹ, không được. Để rồi mình tu cho nó sớm nó mau thành Phật. Ngày xưa đó, Tây Phương Phật, bây giờ Nam Phương Phật. Nhưng tất cả phải đi qua một cái cửa rào của Nam Phương Thánh Đức. Ngày ấy, chúng ta cứ ước mơ hoài, dở mộng. Người tu không nên bình minh, sớm thấy chiều, cùng Phật ăn, công ăn việc làm mình làm. Để có chút xíu chữa cháy, chữa bệnh, chữa thuốc men. Một chút xíu để đoán ngừa khoa học đặc biệt của hạt nhân nguyên tử. Một chút xíu ta đã giúp đỡ mọi người trong một cánh tay của mình. Tốt, đường xá, cầu kỳ, trường học, chợ và nhà nghèo, bị nhà cháy, ghe chìm, vân vân. Như thế đó là cao cả hay là chúng ta đã lên động điện? Chưa phải là lên động điện. Cho nên người tu lúc bây giờ không phải ngồi thiền mà nhất nhiếp như vậy đắc đạo quả Phật, xin thưa không. Phải quay về với đạo hiếu. Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bụ Sơn Kỳ Hương, vô danh ẩn sĩ. Trước thì bần sĩ vô danh, bây giờ thầy đổi lại là vô danh ẩn sĩ. Có nghĩa là còn phải ẩn sĩ nhiều nữa kìa. Để làm gì? Tu rồi mà, có danh lợi gì đâu. Đi đến giúp rồi, lách giới, đừng chỉ người ta con đường đó. Người ta phân là đó để đền ơn sao? Có đúng không? Thi ân bất cầu báo, có nghĩa là chúng ta phải cố gắng, đừng đuổi rượt theo nữa. Mùa xuân an lạc sắp tới, Đức Di Lặc Phật Vương ra đời, các ngài không có nói dối mình đâu. Đức Thầy không bao giờ nói dối học trò. Và vĩ đạo, mất uy tín sao? Cấp bề trên mà, đã siêu phàm hạ thế mà, nói dối sao? Nói gì có nấy. Tại mình không nôm na theo dõi từng phút giây hơi thở cuối cùng của mình. Nếu mà mình theo dõi được phút giây đó thì mình sẽ đạt hết và nắm hết cả. Người ta hỏi ông ăn chay chi vậy? Hay là con ăn chay? Em ăn chay chi vậy? Dạ, ăn chay để thành Phật. Nói thiệt không? Thiệt. Nói thiệt cứ đưa tay lên mạnh vậy nè. Thiệt. Chừng nào thành? Mai mốt thành. Hết hỏi. Có đúng không? Còn gì hỏi nữa? Thì nó cõi ngôi trời đạo lợi mười phương đó. À, vậy là chiếu cái liên quan nó dám can đảm mà. Dám đưa tay lên là ở trên tên ta chấp nhận rồi. Thấy không? Thì kiếp này không thành, kiếp tới cũng thành. Nhưng ngày xưa vô lượng kiếp. Nhưng ngày này là đại ân xá của đấng từ bi của trời người, của trời trên. Không còn nói là vô lượng kiếp nữa. Chúng ta phải quyết liệt làm một chuyện mà phàm không làm được thì chúng ta sẽ đạt quả liền cấp kỳ trong nay mai. Vì tất cả quý Phật tử, quý trò, quý chúng con đã có cơ sở trước, có trường lớp trước rồi, có nhiều kiếp đầu tu rồi. Cho nên hôm nay đó, thầy mong làm sao quý vị đã đêm phải thức dậy sôi kinh nấu sự, ngày phải luận đạo để kiếm, để thấy, để tìm, để biết. Và thầy cũng xin kính dâng và tặng cho tất cả quý vị thuyền niệm Phật. Hồi xưa đó, mình ngồi thiền không cục kịch con muỗi đâu cắn, không có, không dám cục kịch. Ủa, như vậy không dám cục kịch để nó cắn riết sao? Ủa, nó cắn nhất quá rồi cứ nghĩ nha, cái dấu nhất của nó rồi làm sao mà về Tây Phương. Phải không? Nè, ngồi thiền muỗi có cắn lại, thôi đừng cắn nữa, muỗi nó xuống đi, kiến đâu. À, xả thiền thay nè, đi vô tắm rửa ra ngồi tiếp tục nữa, có cái gì đâu. Nó không dám. Bẻ cẳng bẻ chân nó hành hoành như vậy rồi ngồi luôn. Để đứng dậy nó Phật không chứng. Phải không? Đúng 5 tiếng với 4 tiếng chính cũng không được nữa. Phải không? Giờ đâu có nói tiếng chính, tiếng không gì. Bất cứ ngoài ruộng, ngoài đồng, ngoài sông, ngoài biển. Chỗ nào quý vị sẽ thấy chiều về đi thấy xa quá, mệt mỏi quá. Và hướng mình muốn gặp Như Lai, mình muốn về trực giảng Tây Phương ngồi đại tỏ thuyền ngay cái bờ ruộng của mình đi. Cái bờ ruộng nhỏ đây, thòng cẳng xuống nước. Thấy không? Chân mình tay mình để vậy nè.
tĩnh tâm chút, tĩnh lặng chút, vận động hết tất cả những cái khí tiết của mình để đưa dân lên thấy Đức Phật Quán Thế Âm ngồi trên này nè. À, thấy không, một chút xíu xem lại mình coi, hồi nãy ta đi ra ngoài ruộng đó, ta mần cỏ giùm mình đó, cái ta hư lâu quá, bị cái người đó đau xương sống thần kinh tọa nữa nha, mần lâu quá chiều không trả cái giá đó đâu. Mình thiền cái mình nói mình sai rồi, không nên trả cho người ta đi, tội nghiệp. Mình cũng làm chủ, chia sớt nhau đó. Mình trả mà mình còn cho người ta ăn đồ ăn thêm nữa, tội nghiệp. Ta đau quá, hay là ta lười quá kệ. Ta lười thì người ta ở trong ta. Còn mình tốt là mình ở trong mình tốt, có đúng không? Nhờ ngồi đó quán thấy được mình, sáng giờ mình giúp được. Hiện tại trong một ngày thôi, mình sẽ làm được một việc tốt đẹp như thế thì nó đã quen. Nó đã quen dần theo năm tháng. Phật khi xưa có phải rớt xuống phàm này làm Phật không? Không. Ngài cũng như mình. À, mê thời làm chúng mà ngộ là Phật chứ gì? Có đúng không? Đạo hay. À, hôm nay chúng ta sẽ noi theo các bậc tiền bối để nghị trị được lòng mình, được nắm bắt được đi. Vô cùng là tốt đẹp. Không bắt buộc phải mặc áo tràng, áo dài để khi ra tôi phải ngồi thuyền. Nhưng lễ Phật phải có cái áo để che phủ cái ngày năm tháng của trần trượt mình. Thôi chung khói. Đây, cái sắc áo da người của quý vị nè. Sắp rã, rã mà còn thối hôi nữa kìa. Chưa đâu. Bây giờ nó chưa có thấy gì đâu nha. Từ từ đây nè. Ngộ mùi thân dậu tức khởi đó. Quý vị sẽ thấy. Rồi năm nay là năm quý tỵ, quý quá ha. À, cái cung của các ngài, các vị đó, ta được tôn quyền quyết định đó. Chúng con thấy mình đã sợ từ ở đây lên trên cõi nào, sợ cả châu thân, sợ nhiều đời nhiều kiếp. Mình không có lúc nào mà vui, lúc nào mà không sợ dưỡng thần đâu. Sợ mất tiền, sợ đã đuổi sợ. Không, sợ ngày nay nghỉ không có ăn. Nghỉ ăn, nghỉ mần thì nghỉ ăn. Sao quý vị có đồng ý hay nói không? Yeah. Nghỉ ăn đi. Dạ thưa thầy, con đói, không có đói. Uống nước. Rồi suy nghĩ. Thấy bữa cơm dọn ngon quá, thôi ăn cho rồi. Thì tự mình biến hóa di chuyển, tự mình có phép. Sao mình không hằng phục mình? Mình cấm nó một ngày đừng ăn đi, ba ngày đừng ăn, đừng mừng. Không mừng chết đói, không ai chết đói đâu. Tự tìm kiếm ăn. Nè, con chim nó bay khắp cả khung trời, con cò có ai bỏ đói nó không? Nó phải tự đi kiếm mổ ăn, không làm phiền ai mà còn bắn nó đem về ăn thịt nữa đó. Thấy không? Nó đâu có đói bụng đâu. Nó ăn không được con sâu, nó ăn con rầy, nó ăn cá, hay con nào loại nào nó thích hợp khẩu vị thì nó vẫn ăn. Nó đâu có trồng ruộng, nó đâu có gieo, nó đâu có chứa, nó đâu có gỡ ngân hàng, đâu có sắm vàng sắm ngọc, nó có đói bụng không? Nhất là ông đó, đạo đó. À, ruộng quá chừng nhiều ha, thấy chiều cò về không? Đó. Thì tại sao đạo làm chi nhiều dữ vậy? 3-4 ngàn mẫu gì đó, công lúa. À, ngày xưa phải đường đột để đấu tranh, để chiếm đoạt được, để gây cái tội lỗi mà sinh con đẻ cháu ra đó. Chứ không phải tầm thường đâu. Ngày hôm nay, Đức Ngài cùng tất cả đã phối hợp trong một cuộc đời tận thế. Tận thế, tận diệt chứ không có tiêu diệt hết. Tận là kề cận, tận độ, rồi tận diệt những phường nào ai là người không xứng đáng trong xã hội ngày mai Việt Nam Phật Quốc. Phải diệt trừ, phải xóa bỏ nó để lấy lại một cái đời thanh tao nhã nhất là đời Thượng Quân Thánh Đức. Ai cũng muốn đến, bây giờ phải tập sự, tập hơi lâu một chút. Ăn uống kỹ lưỡng, sắp hàng thứ tự từng cái đơn vị một, chúng ta tập trung hiếu nghĩa hiệp, tập ngoan đạo khôn lên, tập gần gũi cha mẹ anh em của mình. Giờ thưa thầy, con đi làm xa quá không được gần gũi, có cách khác gần bằng một cái tư tưởng, bằng một cái sự làm hiền nơi ở đất khách đó mà cha mẹ mình ở Việt Nam, mình ở Úc Châu, làm sao về gần? Nhưng ở trong bầu trời vũ trụ này, Thượng Đế, lực tuần hoàn, lực thiên điều đã chụp hết không ai xa.
không cho mình xa vắng một cái hạt bụi nào đâu, lấp đâu, thì nơi đó mình sẽ làm một cái việc tốt, đền ơn cho người đã thừa kế bảo vệ nuôi nấng mình. Hay là mình đi mần xa đâu cũng được hết, chứ đâu phải ngồi gần cha mẹ đút cơm lau miệng, hay là mua xe mua cộ nhà cửa lộng lẫy cho người ta bước vô thấy trời có yếu quá, bất hiếu đó, bất hiếu. Ủa tại sao đút cơm lo lắng như vậy bất hiếu? Không tu, chỉ tu mới cứu được cha mẹ mình, mà còn truyền thống lại giúp đỡ tất cả mọi hành tàn của dân chủng mình được. Ở đâu cũng giữ hiếu, không tham, không xảo nguyệt như đó khách quy người, không làm một việc phóng túng, không có lưng lưng chuyển chuyện, không thay đổi ráng tốt, thì nơi đó ngôi trời đạo lợi sẽ thấy ban phúc lành cho bà mẹ có một đứa con nơi miền xa, mà lại vô tư hiền lành giúp đỡ mọi người, không phân biệt màu da hay tập tục. Thầy suy nghĩ chuyện ha, chứ không phải nói là tôi phải ở nhà, ở đây mày lâu quá không về thăm mẹ, bất hiếu. Không có bất hiếu, con lo tu, con chuyển khoản về một ít, con nhờ em con, nhờ chị con, vì hoàn cảnh con phải như thế. Mình trả lời, thấy không? Mà khỏi trả lời thì trên đã thấy hết. Còn tội bất hiếu ở gần, đem tiền quăng dục cho má nè, cho ba nè, cho mày nè, cho em nè, cho đứa em nó cũng không được nói mày, mà không được quăng dục. Chị quà cho em một chút xíu, ân của em ở nhà lo mẹ nha, chị đi mua bán xa không có em không được. Đứa em nó phấn khởi niềm vui của nó tiếp tục lên cái chương trình mà nó đã làm, nó đã nhập giai luôn. Còn chửi mắng nó thì cái việc đó là ông Di Lặc nói là Đức Ngài phải dạy dân lập lại đời mới, đem giao cho Di Lặc Phật chấm. Phải đủ tài đủ đức, phải làm việc nghiêm ngôn cẩn kính, con người tu hành bước ra thấy diện vẻ tu hành thật sự, nhưng từ trong rồi lẫn chí ngoài. Thầy đã nói đời đâu có những gì mà quý, trong nay mai thế kỷ loạn cuồng, chùa am kia vắng bặt tiếng chuông, trời đất thảm chiều buồn quá rõ. Từ đây đến địa cầu không có, sao hỏa thuyền đốt cháy tiêu tàn. Hỏi chừng nào bình phục giang sang, biết hiểu đạo bình an trọn vẹn. Qua đại hội chính mình hổ thẹn, không làm xong hiếu nghĩa mẹ già. Đem tiền muôn cho đó hờ hà, tâm cuồng vọng theo ma theo quái. Ta tự hỏi tại sao lại dài, mà cho khôn sao hoài đến rồi. Thì cũng buồn ba tánh dân ơi, sáng thơ thần chiều ngồi ra phú, nghe cho kỹ rồi đi chăm chú. Xưa có mê lê lụ lâu đời, kết cuộc rồi răng tỉnh người ơi. Thuyền thầy tổ đang chờ cặp bên, không nói được đoàn viên đạo mến. Hỏi tại sao không đến nguyện cầu, đạo đức lành chôn ở quá sâu. Tâm nồng nhiệt từng câu lộm lặt, thương bá tánh còn ơi mỏ mắt.
còn triêu hoa ghẹo nguyệt gian dày. Đời đến rồi mà chẳng có ai, đây sắp tới hương đầy hoa chất, sống để coi ai còn ai mất, ai cao sang ai tật ai huyền, ai phàm phu ai Phật thánh tiên, ai khôn khéo ai điền mới rõ. Ta đâu phải chùa am mượn mỏ, đi khắp nơi không bỏ nhân loài, bức mực đời để lại người coi, lời văn tự thiệt thòi quá rõ. Đời không biết đời tầm cây có, còn tâm không lại bỏ trơ truyền. Mau tu đi mai mốt thầy về ngôi Phật bên kia ngày hiền. Đây sắp tới xảy ra nhiều chuyện, ta tới đây không biển không hồ, giúp dân lành lý đạo đắp tô, còn gì nữa mà hồ mà hay. Thương đồng đạo tròn công giáo phái, giữ toàn nguyên lời dạy của thầy, nhưng thân mình phải chuyển phải xây, phải bổ túc cho đầy thi cử. Nay thầy nói đời ôi đủ thứ, đừng say mê học chữ lương hiền. Thà rằng nghèo biết được Phật tiên, ngài Chúa hiện dân hiền gặp lại. Một ta thể một tôn giáo phái, đất Nam Phương thần hãy giúp đời. Xin phép thầy. Danh còn bia sử tạc ai ơi, thầy biết rõ cây đời như thế, người hung ác động lòng Thượng Đế, phải ra tay lập kế phạt trừng. Ngài đến rồi đạo pháp chấn hưng, ráng nghe rõ rồi dừng trở lại, theo thầy tổ khỏi quỳ khỏi lại. Chúng con ơi rồi hãy làm người, trời có buồn mình vẫn vui tươi, lòng mang mát hạnh từ chiêu chích. Tu đi con đặng sao phục dịch, đại thừa nhân giúp ít nhân quần, giúp ở xa hay lại ở gần, cùng đồng chúng cùng dân cùng nước. Nghe thầy dặn con nên nôi bước, đừng trễ nghe quá muộn đời kề. Đúng tiết mùa hoa nở sum xê, khỏi cầu bái cứ về tu niệm. Phật đâu ở ngoài kia đừng kiếm, tâm của ta kính liệm hằng ngày. Con tu hành đắc pháp Như Lai, sẽ hậu hưởng ngày mai không biết ơi.
còn chút nữa nhà tan nước kiệt, mãi thuyền cơ quay xiết không ngừng. Ngủ dài về thích lại còn mừng, thầy đã chỉ nơi đây là giả. Tội với phước hai đường gầy gá, một hưởng ân một đã khổ sâu. Thầy nhìn trò mắt lệ thâm sâu, tặng lờ lẽ rồi ông cầu nguyện. Ta không đến nơi đây bịa chuyện, cũng như chim đang luyện khắp trời. Mảnh đất lành ghé đầu mà chơi, rồi cánh chấp tung trời bay nữa. Thầy xin mong tất cả ở đây cùng đồng đạo anh chị em trong Phật giáo của mình hoan hỷ từ bi khi thầy đã nói và nhắc, để cũng như là đông quân cuộc hành quân nơi chiến trận, để nâng đúc tinh thần mình để thắng ma. Phải đi sâu về bên trong của mình, cày chịu cực khổ, áo mặc bả quần gai, đầu đội trời chân đập đất có gì đâu. Tâm thân của mình là ngà ngọc châu báu, một tướng lĩnh hy sinh trên đỉnh đầu để cứu an lạc quốc. Đại phong thần sắp mở, tiễn phong những bậc tiền nhân trở lại để lập quốc, để diệt nịnh quy trung, để làm một việc hồ hải giai huynh đệ, để giúp tất cả mọi người miền xa hay gần. Hiền hữu hôm nay ngài đang tiễn mộ anh tài để cứu dân độ thế. Một anh tài, một nhân tài, một biệt tài, một đức tài, chứ không phải sưng tài. Không có. Thưa thầy, con không có đồng bạc nào hết. Ngài cặm cụi kiếm ăn sống, đêm về con lại cúng, con đâu có tiền để đọc phái cân tiếng. Cái đồng tiền của quý vị là tiền phước đức. Một hạt gạo, Đức Phật nói sẽ biến hóa ra cả tấn gạo. Một đồng bạc của quý vị sẽ biến hóa ra ngàn muôn tỷ. Một nắm rau đi hái về gặp bà cụ hay là gia đình đó, trời cậu hái rau đâu ngon quá vậy, cô ăn không? Dạ thôi nè nè, nhà có ít lắm, ăn đi, về ăn đi, bữa ăn đó ngon quá. Về ăn ít mà ngon hết sức, vì mình cho người ta ăn được bữa ngon, mình ăn ngon quá. Còn mình nghe ta nói cái mình nhét nhét vô để sợ người ta xin, hiểu không? Rồi, về mình ăn bữa đó nó bể cái bụng mình chứ mình không có ngon gì hết. Vậy đó, mình chưa sớt đi à, mình chưa sớt. Thì thầy cũng không muốn nói, cũng không muốn đến nơi này nữa. Mà đến đâu thì thầy cũng chưa biết rằng thầy sẽ đến đâu và về đâu nữa. Vì gió chưa lặng, mưa chưa ngừng trở, thì để về đâu? Còn một cái nẻo đường nữa thầy chưa được về, còn đây mà quay quần trong cuộc sống ở thế gian. Về Bình Úc Châu, về Sài Gòn, về đâu, không có chỗ nào là về hết à. Chỉ về được cực lạc Tây Phương đường ấy, còn phải tranh đấu ha. Ma quân để chiến thắng, để cướp lại ranh giới đạo của mình, để đi về ha, Thế Bình, ở Đà Lạt, ở Úc Châu, ở Nam Úc, cũng đâu phải là về ha. Mình sang đó để gây duyên ha. Sau này thì thầy cũng muốn đi qua đó để giảng, nhưng mà sau đó Úc nó tu đó thì nhờ con nói tiếng với thầy, đâu có nói được không hả? Đây thầy trông cậy gửi ráng học thêm đi để nói chuyện, chứ không phải mà nói ở đây thì tất cả quý vị đã nghe rồi, nhưng mà còn nói cho mọi người nghe ha, thì con phải nói cho Úc Châu nghe, Úc Đại Lợi nghe nha. Hôm nay thì thầy xin nói qua một bài đạo hiếu của tất cả các vị, mà mình ở đây thì chiếm được 70% rồi đó, còn các vị khác ở đâu miền nào miền nọ đó không bắt hiếu lắm mà tính ông Phật bự vậy đó, ở trong chùa vô lại bái lết la
bỏ mẹ già không cho ăn trái chuối nữa đó, thấy không? Ma nữ bây giờ nó đã vô cúp chùa luôn, thấy không? Nói ai có chùa đừng có buồn nghe không? Thầy, ủa sao thầy cao đầu, thầy cao đầu tại đạo đó, tại trò cứ kêu thầy hoài, thầy sao mà như mình mà kêu thầy, thôi thầy phủi cái đầu cho nó khác một chút xíu, nó mất cái tóc này cho nó khác chút, chứ không phải là thầy chùa. Thì cả cái đầu này thầy mới mặc áo này, nâu sồng áo dài pha màu khổ, có nghĩa là thay đổi, cũng phải thay đổi đổi đó, như thế. Cho nên hôm nay đó, nếu mà đọc ở đây thì nó cũng hơi rầm rang. Đức ông cho biết, thay thầy, một chút cái dòng thầy, thầy đưa ngón tay là ngưng nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngọc sư xin đọc bài Đức ông cho biết. Âu ơ rồi lại lắc đầu, thế sự dạy dầu ba tánh không yên. Trăm mối nợ oan khiên dòi dập, tội dư muôn tê tấp không lường. Thấy đời ông lại xót thương, chỉ dùm chút nữa lên đường hồi quê. Đời nay quá chề đầy nhây, cánh phù hoa cạm bẫy rối cuồng. Nhìn đời thế sự dư muôn, nhìn ta sao mãi còn cuồng còn suy. Suy diệt thế nghĩ suy cặn kẽ, ông già nua thiêu vẽ làm gì. Rụng rời không muốn bước đi, đời còn bao ngược suy duy không lường. Bỏ đạo hiếu can thường chí cả, theo cái phường mang trá côn đồ. Tội trời cứ mãi xen vô, phước ân đạp bỏ theo đồ gian manh. Thương bá tánh phân ranh chỉ lối, mãi trời nay gian dội khắp miền. Đạo quanh đặng có biến thiên, ai còn ai mất giữ hiền biết ngay. Ta như lão ăn mày khắp xứ, thử coi ai được giữ ngày cùng. Bao nhiêu hiền hậu nhân trung, sổ trời về nạp ngày cùng xét soi. Trách bá tánh đua đòi quên mất, đạo nghĩa nhân không cất không hành. Tham đồ giả bộ khôn lanh, xưng ta là bậc hùng anh cao cường. Lão thức cười cái phường ngu muội,
chê bai ta cầm cuối hằng ngày, sắc thân biến mất trần ai, đâu còn vẹn vẻ như ngày thư sinh. Tin không tin mặc tình ba tanh, lạnh lịnh trời biến cảnh phải đi, chỉ mang sáu chữ lục nghì, rày đây mai đó khuyên thì ba gia. Tiền của ta Di Đà lục tự, kêu mỗi ai muốn giữ mây rồng, nghe lời nói của đức ông, niệm Phật sao thoát qua dòng hiểm nguy. Nhớ đạo hiếu tu đi đừng bỏ, công mẹ cha sanh có ra mình, vẹn lời hiếu thảo minh minh, tu tâm dưỡng tánh đáp tình song thân. Còn thương nước mến dân chi cả, đạo tri ân rộng rã hằng ngày, vợ chồng con cháu thảo ngay, giữ gìn son sắc đừng phai lật màu. Ta thương mến đồng bào cốt nhục, thầy làm người quăng dục đạo trời, mê linh thờ phượng khắp nơi, quên cha quên mẹ quên đời nghĩa nhân. Không quý kính người gần làng xóm, chẳng giúp người đau ốm đói nghèo, lòng tâm cứ mãi nghe theo, tập bè tập phái đạo trèo quá cao. Quên đạo nghĩa đồng bào dân chúng, thuần giới hòa khỏi cúng khỏi cầu, đỡ nâng bệnh hoạn canh thâu, giúp người đói lạnh rồi hầu bệnh đau. Tình nghĩa cả làm sao kể hết, đạo tử ân đoàn kết không thường, cùng chung một lối một đường, xong rồi thẳng đến Tây Phương mấy hồi. Nay đời mát bồi hồi biết mấy, nói dạng dài ít thấy người nghe, hết thơ tơi lý rồi về, đời nay tu quá hộp hè lại đông. Thôi lão tạm bút đồng giây phút, ta điên khùng nói tục nói tiếng, nếu ai sửa được
hiểu liền. Sau này kết thúc về miền gặp ta. Xong rồi. Dạ còn nữa. Dân hương cầu nguyện Phật trời cho lão nhắc đời đạo hiếu chưa xong, đạo nhân đạo nghĩa vợ chồng không chung không thủy thay lòng sang ngang. Sai mê lại phá gia can, bất kinh xóm làng kẻ dưới người trên, làm người không đúng sao nên. Tông môn tiền tổ lập nền dựng gương, tình chồng nghĩa vợ can thường, hãy nói theo đạo quốc vương nói dòng. Nó cũng hơi dài trong cái quyển Đạo Hiếu, thì Ngọc Sương cũng đọc lên một bài để cho tất cả anh em ở đây nghe lời ngâm và lời giảng, cũng có những câu thâm trầm để nung nấu tinh thần anh em. Nhưng bây giờ mà đọc hết cái này thì nó cũng mỏng lắm, nhưng mà dành riêng cho thầy để tâm sự với tất cả các vị một chút. Vì không biết là có đến lắp dò hay nữa không, có nghĩa là hai lần. Đây là lần thứ nhất, là thầy xin kính tặng ở đây đôi lời của một bậc hiền sĩ, vô danh ẩn sĩ từ xưa nay 40 năm. Thầy được trong mây trời hiểu biết một ít để sinh hoạt và nói nhắn nhủ tất cả đồng bào ở hải ngoại, ở đây, ở khắp mọi miền, ở đâu cũng vậy hết. Người lạc quốc ở bên kia thì cũng phải bao chiếc thuyền na để qua, để rồi tiếp độ họ trở về nguồn cội Việt Nam. Nhưng không phải trở về mà phải bỏ nơi đó vợ con tất cả công ăn việc làm của mình mà trở về nguồn cội. Có nghĩa là trở về một cái biết, một sự tu, một sự hiền ngoan, một người đạo, một người con của Việt Nam ở lĩnh vực chỗ này, ở đâu. Phải quay về với một cái tâm linh, một tâm hồn lý tưởng của con người trong sáng, có hiếu với cha mẹ, thảo anh em, trung trực với đất nước, hiền ngoan với láng giềng của mình. Vì là đó cho nên thầy qua để dìu dắt, chứ họ đã si mê ở trong thế lực kim tiền rồi. Đây thầy nói về tiền, thế lực như sau, để cho tất cả quý vị. Thầy xin đọc ngắn gọn 4 câu, 8 câu. Xin kính thưa quý vị, đây tiếp tục thầy sẽ đọc. Để xin kính tặng ở đây một chút. Thầy sang thế giới, đời mới đến rồi. Ta đến ta ngồi đắp bồi cho chúng, thời kỳ còn dùng các bậc hiền lương. Dài dãn gió sương tìm đường giải thoát, đây là màn chốt cứu giúp dân lành. Bớt bớt nạnh tranh giật giành như thế, ngày nay nhỏ lệ nước mắt trào tuôn. Xe mê trong tuồng kim tiền thế lực, ôi thơ quá cực thân xác tả tơi. Quên Phật quên trời cũng vì tiền của, không mài không dũa tâm tánh của mình.
sấm nổ ình ình tan ra tro bụi, đốt thi nêm vội sao sáng bớ trò. Không chịu âu lo lên đò ta rước. Thầy đã nói trước, mấy kiếp mấy đời dân tưởng nói chơi vậy thời không biết. Bài này thì việc văn tự quá lâu. Giảng nói đâu câu, giải sầu ba tánh. Đừng nên so sánh, tranh nạnh làm gì. Sự thế tới thì nay mai rồi biết cái dòng họ tiếc quý gì không còn. Thầy tặng chúng con lấp vò một phút. Đây là cốt nhục Phật giáo của thầy. Cố gắng sửa xây nghe đầy chút nữa. Trời nghiêng đất ngửa chọn lựa nhân tài. Ở trong ở ngoài ai ai cũng vậy. Cũng xa cạm bẫy thế lực đua đòi con sống để coi thiệt thòi tu niệm. Thầy không giấu giếm một chút thế nào. Ở Nhật, ở Tàu rồi sang Nam Việt. Bây giờ thầy biết phải viết một bài. Tặng trong trận ngoài, thử lại sắp tới. Đổi miền thế giới ơi hỏi năm châu. Đổi lượng đâu câu sân châu gần mớ ngàn năm muôn thở thấy hồi mây rồng. Thầy nói chưa xong đạo đồng chưa rõ. Từ đây cây cỏ hoại diệt tiêu tan. Thành lỗ thành hang phụng hoàng ra linh. Trở về nhẫn nhịn để sống tu chân. Biết thảo biết ơn đồng bào đất nước mình đi làm phước. Có phải cao không? Nhín nhúc từng đồng đặng thôi giúp chúng. Không có lem uống ôi hỡi tâm từ. Thầy biết từ người nhìn đi quan điển. Đêm về cầu nguyện trình diễn phụ thân. Ngày thế quá gần dương trần bỉ hoại. Ai không ở trại, ai giải ở nhà. Sẽ tới kia cà rần rần rộ rộ. Đi xe đi cổ, đi chống đi tàu. Sống bủa ào ào à, tránh đâu cho khỏi. Trên trời mây khói, giữ nước cá bơi. Ta nói mà chơi kêu trời hết rau. Thầy về thầy cáo với lĩnh thượng hoàng. Binh tướng hạ sang phạt đàn ma quay. Thiền trời thầy lái đưa đạo không về. Thấy quá ủ ê tràn trề biết mây. Chắc lần xa bảy thế lực hết rồi. Thầy đi núi đồi à, rồi qua biển ấy. Khuyên trong trai gái bốn biển năm châu. Phải nghe đôi câu phải tạm dừng bước. Nơi biển trần đước cũng đến rồi kìa. Một chút thầy về bên kia thầy tặng lời này ta dặn tới gấp nghe hôn. Mất xác mất hồn à, thu dọn cháy hết. Từ đây tới Tết cái chết ra sao. Mưa thì sóng trào, mưa tuôn như thác. Dù ở đại cát cũng phải cách xa nắng hạn vậy mà đốt tiêu hết rồi. Mình làm tôi mọi chư Phật mau đi. Vô lượng từ bi đang ghi đang chứng. Thì thầy cảm ứng, thầy nói dưới trò. Thầy đã bơi đò du dương qua lại. Để mà giảng dạy trai gái năm châu. Họ chẳng tường đâu đất sâu trời thảm. Trời không thông cảm tha thứ cho ai. Vĩnh biệt một ngày đất cài thành sói. Con ơi mây khói biển nọ trùng trùng. Sấm nổ đùng đùng tối tâm trời đất. Một còn một mất ai tật ai nguyền ai tục ai tiên biết liền đi nha. Chỗ này thì ghé thăm đạo một hồi. Lấp do người ơi bài này ta tặng. Rồi thầy đã dặn phải ráng tu chân.
biết thảo biết ơn, không sờn chi khí vàng, muôn bạc kê trôi hơi theo chiều, như rong như rìu, thương yêu chi vậy? Thầy có nói bậy, ráng sống rồi xem đoàn kết chị em bên rèm lễ ưa, tâm mình rắn chứa hồ nước mà. Sáu chữ Di Đà, làm nhà làm cửa, đêm về con tựa đặng có tu thân. Phật Pháp đến gần huyền Di biết mấy, đất kia còn cây gieo hạt giống lành. Tới mùa nảy xanh ôi ôi gấp lắm, còn ba tiếng sấm khai mạc nghe hôn, lấp biển giờ còn hoàng hôn bao phủ. Ai đã làm chủ trong quả địa cầu, mình sống không lâu mà hầu chen lấn, không lo tinh tấn cô dân là mình. Ông sâm trận trình nỗi đâu có đó, bây giờ đừng xóa lời của tiền xưa. Trời đất không chừa mỗi ai hung ác, ráng mà đục mát bông cội của thầy chỉ có phút giây. Quấy rầy tất cả núi kia còn rã, sông nọ lấp vùi, còn bãi tối thui rủ ren sụp, thấy là cái chết ôi hỡi gần kề. Tại sao không về, bên lề thầy đợi, có gì mà sợ? Cứ ráng tu mau, sống bủa ba đào mình còn mư quy. Quan Âm thở khí thị hiện trì mình, cứu hết chúng sinh có tình với Phật. Bây giờ nói thật, ba tánh không hay, mai mốt coi bài chết lại chết lang, chắc rằng phải bán hết cửa hết nhà. Bình tĩnh sắp ra, thiết tha đầy nhảy, xa vào cạm bẫy của lũ giặc tiền. Con đã có duyên lên thuyền thầy tổ, thì là ráng bổ khuyết hỡi chân kinh. Ráng hỡi mà nhìn, trọn tin với Phật, sau này siêu bậc, bỏ thanh, bỏ tánh phàm phu, con được ngồi tu ngao du cửa chúa. Sau này phượng múa rồi lại rồng bay, là con số 2. Thầy xin tặng cho trong bài này bài Lô Tô. Rồi bây giờ thầy nói một đoạn thơ buồn nữa nghỉ ha. Buổi trưa nọ nơi này thầy than thờ, đến lấp giò thầy bỡ ngỡ biết là bao, vắng xa đây máu lệ mãi họ trào, đợi phút cuối thầy mới quay về nào nơi giảm công. Chúng sanh nhớ chỗ này đừng mơ mộng, nhìn kìa kia núi rộng trời cao, mấy lời hoa cuồn cuộn đủ tia màu, nơi bãi núi để lập trào phán sự. Buồn buồn lắm gặp người thầy nhìn xem thử, thấy hiền nhân quân tử ta mừng. Ngồi bây giờ nhớ lại mùa xuân, ai được hưởng, ai được hưng đạo Pháp, ai chịu khổ mưa ngâu gió táp, ai ác gian chà đạp Phật Ngài. Sống dương trần không chừa họ một ai, vì lĩnh tiễn của thiên ngai trừng trị. Đời không biết, đời đâu có tri, mình hiểu tu quan hỷ nghe tròn. Đêm trưa về giảng sự ta lo,
bài này tăng lấp do một duyên. Nam Quốc Phật tới đây sức hẹn, chiều buông về cầu nguyện Phật trời, cho chúng sanh khắp cả mọi nơi trùng tu lại thấy đời qua hồi. Nắng hè hạn mưa tuôn giông thổi, sống được không nhiều nỗi dài dầu. Thương cuộc đời ta biết để đâu, chỉ ngồi ngó lắc đầu rơ lệ. Hãy bảo tu xóa đi thay kệ, miễn làm ăn giàu có được rồi. Chút nữa đây tiền của bị trôi, sống còn dập rừng đồi còn lỡ. Thăm cô bác nơi này ta nhớ, lưu tâm đi nhắc nhở rõ ràng. Chiếc thuyền thầy bao cái trang phan, ráng bước xuống rồi sang cực lạc. Mãi nhà đó ngày nay hoài nát, chuyện thiên cơ tạm gác lại rồi. Nói cho người trí biết hỡi ơi, còn ngu muội thả trôi chạy mất. Như thế đó ta đem lại cất, không nói ra chi bậc ngu khờ. Có mắt kìa sao lại lu mờ, trí để đó không thời sáng suốt. Nếu ngoan ngoãn nay mai kết cuộc, thầy chỉ cho ráng buộc lục nghề. Xa phàm đời sống cuộn mau đi, theo thầy tổ vậy thì tròn gian. Thương trách phận sau đây hổ thẹn, bậc tài trai không vẹn mấy rồng. Bỏ gia đình, bỏ tổ, bỏ thân, theo Phật tướng cột đồng cốt sắt. Còn phiền trách giao tranh mó mắt, nói thầy điên biết được sự gì. Biết chữ tu, biết chữ lục nghề, thầy đâu biết làm chi của thế. Giờ trưa nọ ở đây diệu kế, tâm sự chung đạo giáo Phật ngài. Thầy nói rằng sắp đổi thiên ngay, mất võ trụ đừng lại không kịp. Nay bá gia thuyền môn có dịp, ráng giữ tâm cho kịp ngày nào. Đừng lẫn phân sang cả nghèo giàu, dù bên tấn bên tàu không xóa. Giữ nguyên chất tâm mình cao cả, cửa thuyền môn đóng kín nghe trò. Dạng bài thơ văn tự ráng lo, tập chân tánh dạng trò mới quý. Đời quân hạ nhìn xem cho kỹ, tiếng ai kêu rên rỉ gần kề. Quỷ ru hồn đạo hành si mê, không có chất khó về Phật được. Trải qua mấy vàng thao cũng lược, thử nhận sanh ai tước ai quyền. Ai là người, ai tục, ai tiên, quay một chút biết liền, thật đáng
nên tìm kiếm hiền ngu làm bạn. Áo vải phô quần lại rách rời, sống bủa văn nổi nổi thanh thơi. Vì người thiệt thì trời để lại, đâu có phải nâu sòng lại bái. Về chùa âm dông dãi hơ hà, xác ngồi tu tâm dạ mặn xà. Chút lát nữa ra đường chạy cắn, đá ác thảm còn tâm hao thắng. Biểu làm sao siêu đẳng phàm đời. Đã hết rồi tất cả con ơi, nếu cảm nhận những lời ta nói. Đâu có phải ta là thầy bói, chịu gian nan kêu gọi khắp trời, đem dân lành về được thảnh thơi. Ngôi tiên Phật lập đời thượng cổ. Thôi, hôm nay cũng đã có được ở đây một phút giây. Thầy xin kính tặng tất cả đồng đạo, anh chị em trong Phật giáo, cùng là Phật tử, chúng con được theo thầy về Tà Lơn trong mấy bữa. Về ngất ngư hết, đi theo Phật đâu có dễ đâu hả? Năm trìa mà bãi trọc tận kìa, chung dưới hang chịu nắng đổ mùa hè hay là nắng chang chang đó. Như thế chứ nếu mà đi về Phật dễ ta đi hết rồi. Mà tu mà đắc quả liền người ta đã tu hết rồi mà đừng có được tu, phải không? Cho nên hôm nay rất khó, nhưng mà mình quyết chí thành công không sao hết. Vậy sau này chúng con cũng xuất khẩu thành thơ chứ. Đức Quỳnh Giáo Chủ có nói sau đây có người gọi hơn thầy, con giỏi hơn thầy đó. Hơn thầy, cái rồi giết nhau, đánh nhau, chia phe ra phái, nói sao hơn được. Hơn được chứ, con hơn cha. Cha mới học lớp 10, còn con đi học du học nước ngoài, tiến sĩ, ha, thạc sĩ, phải không? Thì, nhưng mà không có hơn cái quyền, mà hơn cái du học, hơn cái trong cuộc đời mà sự tiến hóa của mình. Công ăn việc làm và học giỏi, ông cha ông dốt mà được con rất là lão thông, phải không? Học rất là tốt đẹp, như là thầy dốt mà đây là học trò. Thầy đã nhận kỳ dân cư sĩ thiền tình Bù Sơn, Sydney, Úc Châu, là một nhà văn, lái xe máy bay chiến thắng, đánh ở bên Cộng Hòa, ở bên quốc gia, ở bên cách mạng hả? Tại sao mà không ở quốc gia mà trở về cách mạng? Thấy không? Cả hai vai đều gánh hết điều quả. Ngay bây giờ phải gánh cho Đức Thầy, Đức Quỳnh Giáo Chủ, và gánh cho tất cả năm phương Phật quốc cho Thầy. Thôi, thì xin chúc lành trước gia đình của ông Đạo Năm, và có tấm lòng thành sau tất cả các bậc. Hiền thần đang chuẩn bị, người xưa đã trở lại, tất cả trong các cụ thần thượng đẳng không tránh khỏi được đâu. Chuẩn bị để lên đường, để rồi lập phong thần tại thế, có quý vị để làm biểu dương một ngọn cờ Nam Quốc Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.